Yo yo, hello nha, chào mọi người nha, chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình là Tục Từ Đường Phố đây, rất mừng người nha. Ui, vừa mở ra đồ đỏ đây anh em, ngon. Ok, xin chào tất cả anh em của game Thiếu Niên Ba Quy nha, lại là mình đây Tục Từ Đường Phố đây, rất mừng các bạn ạ. Ok, quay lại clip ngày hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục với series tặng hàng, tặng cốt nha các bạn nha. Hôm nay là ngày thứ tư rồi. Và từ hôm bữa mình tặng đến giờ là tính ra là nó đi tặng được các bạn coi như là mấy trăm nhỉ. Như là hôm nay thêm 300 nữa 800 cốt nha các bạn nhá. Hôm nay tặng thêm 300 cốt nữa 800 cốt nha anh em nhá. Đó. Ok. Để tham gia thì đơn giản thôi, các bạn thì cứ vào trong xem video mình có để sẵn đó, mình có để sẵn trong video, tí mình sẽ soi sâu cốt cho anh em xem, rồi các bạn chọn đến một cái cốt rồi anh em nhập. Chứ không cần phải like, rồi nếu mà anh em nhập được rồi thì các bạn ấn like và share giúp mình. Đó. Và có lòng thì cho mình xin một lượt đăng ký vậy thôi. Chứ không phải là cứ like share xong rồi anh em comment Gmail đâu. Nhiều bạn cứ vào comment Gmail làm gì mình không biết luôn á. Gmail làm gì mình đâu phải là gửi post qua Gmail đâu, mình gửi trực tiếp trên này mà. Anh em cứ thế vào mà lấy thôi. Mười lăm lên luôn. Sáng nay thì mình đánh map 41 rồi. Đấy, sáng nay là mình vừa mới leo lên map 41 luôn. Không biết anh em lên map bao nhiêu rồi. Đấy, sáng nay thì mình vừa mới sáng nay cày cả sáng lên được map 41. Tí vào nhận thêm 2k quyền nguyên bảo luôn anh em. Thế này phải thêm 3 con mới đủ à? Nào thì 3 đứa. Có gì đâu. Ok, còn mấy cái này để lại đồ để bồi lại bồi dưỡng sau anh em. 80 lần thôi bỏ đi. Đây anh em. Đó, nhận được thêm 2k cửu nguyên bảo nha. Ngon lành luôn ạ. À, hắn còn có bạn bè cần hỗ trợ à? Hỗ trợ luôn. Đang nhiệm vụ đang cần mà. Cho xong luôn đi. Vừa đủ luôn này. Tối nay thì mình cũng mở đến 4 thành luôn rồi anh em. Bây giờ có 4 cái đi tha hồ. Ngày tha hồ nhặt kim cương luôn. Ngon lành luôn ạ. Rồi ok. Lần tới lại vẫn kỳ nguyên bản tiếp à. 180 sao nữa. Được của nó đấy anh em. Giờ thì đi chiêu mộ phát nha. 3 hết 750 kia kim bảo ạ. Ok luôn. Chọn ngô, 10 lần nữa sẽ ra từ ngô đỏ đây anh em.
mong rằng sẽ ra Tôn Quyên hoặc là Tôn Quyền anh em, hai đứa mình đang cần một trong hai cháu đấy thôi, mà ra được cả hai thì càng tốt các bạn. Lại ra Đại Kiều à, thôi cũng được anh em, dù sao có cũng còn hơn không. Thôi Đại Kiều thì Đại Kiều, không đủ nên sao à, không đủ thì cho đủ luôn anh em. Thế thì hôm nay cho Đại Kiều lên 4 sao luôn. Đây nào, búc cho nó ngon luôn anh em. Này, đem đi tem búc cho nó ngon luôn. Đấy, bồi dưỡng. Bồi dưỡng cái này thì bây giờ bồi dưỡng cháu ấy trước đã. Nữ mộng trước, đang đồn cho nữ mộng anh em. Ai trời ơi, mãi vẫn không đủ các bạn. Để lại cho 4 cái thể lực thôi là đủ rồi. Càn quét hết đi, cho lên never luôn ạ. Lên never mới luôn đấy, hôm nay lên never mới luôn. Giờ lên này vào 58 nữa đây các bạn. Trang bị hạp cho. Mãi vẫn không phá map được, chán thật sự luôn. Anh em vừa đến map bao nhiêu rồi? Quét chính tích nhau cái chơi đâu nào. Tăng cấp. Tăng cấp. Không đủ à. Anh chà, hôm nay cũng lên được 1481 vạn rồi. Ghép bảo vật. Còn mỗi Tôn Kiên thôi anh em. Tôn Kiên nghe vẫn còn yếu đuối quá. Đợi mãi Tôn Kiên vẫn chưa đủ ạ. Ok, giờ sâu code đã nha, quên mất đấy. Giờ chúng ta đi xem code nào anh em. Ok, tiếp tục hôm qua thì hôm nay mình lại tiếp tục 200 code nữa nha các bạn nhé. Mình tiện này mình nói luôn này, hôm qua mình thấy có một số anh em comment, mình thấy ý tưởng đấy khá là hay. Các bạn nhận được code số bao nhiêu thì anh em comment luôn cho những người đến sau đó khỏi các bạn biết nhá. Ví dụ như anh em ấn 501 nhận được rồi thì các bạn ghi là 501 đã nhận. Thế là xong thì bạn khác vào xem thì bạn đỡ còn nhập lại. Bởi vì code này chỉ mỗi người chỉ đủ được một cái thôi mà. Anh em nhận được rồi là ngon rồi. Đó, anh em nhận được cái nào thì comment lại để cho anh em đến sau đỡ khỏi phải mất công coi này ấn lại cái đấy nữa, nó mệt nhá. Đấy, ví dụ anh em được số bao nhiêu các bạn cứ ghi ra. 500 bao nhiêu rồi 600 bao nhiêu các bạn nhận được thì comment ra để cho anh em khác đến sau đó khỏi phải ấy. Ok, tiếp tục nào. Đây. Nó tí lại không lại cái nhìn không hết được chữ thì khổ. Rồi. Đó, anh em ấn pau lại nhập giúp mình nhá, quay ngang màn hình ra ấn pau lại là nhập giúp mình. Đấy. Hôm qua đến 500 đúng không? Qua đến 400 đến 500, qua đến 500 thì hôm nay từ 551 đến 700. Đó. 200 code nữa nha các bạn nhá. Bữa nay cứ mỗi video ở 19h30 hàng ngày của kênh Từ Từ Đường Phố mình sẽ cập nhật 200 code tặng cho các bạn luôn. Đó, anh em nào chưa nhận được thì đến nhận nhá. Đó, bao lòng nhận được rồi like share của mình cái để cho anh em khác đến nhận cùng ạ. Ok, cảm ơn rất nhiều. Ok nha, tiếp tục này, 600 này. Đấy, 601 đến 625. Đó, anh em ấn pause đó mình, pause lại rồi xem. Ok, mỗi đoạn này mình sẽ giữ được khoảng 5-7 giây thôi, cho anh em ấn dừng lại cho dễ nhá. Đấy. Rồi. 626 đến 650. Đó, chứ không phải là mình tặng code, đây là mình tặng trực tiếp trong video này, anh em xem và nhận. Chứ nhiều bạn cứ comment Gmail ạ. Nó thành spam nhiều, mình phải ngồi lọc rác, mình ngồi xóa nữa ạ. Comment spam là bên YouTube bên đây nó không cho giữ đâu, nó xóa, bắt xóa đó. Anh em đừng ngồi spam nha, nhưng mà cũng không sao đâu, bởi vì các bạn nếu mà anh em nào có ý định muốn vô spam mình cũng chả sao đâu, bởi vì bây giờ YouTube nó có cho một cái tính năng nọc luôn, mình vào mình chỉ ấn chọn tất rồi mình xóa thôi. Ý mình đang nói vậy, nhưng ý các bạn đừng spam lại mệt ra. Rồi có đem mình tặng trực tiếp trong này rồi, anh em cứ thế vào lấy cho nhanh ạ. Đấy. Ok, 200 code hôm nay đã xong nha các bạn nhá. Đấy, anh em tranh thủ thời gian nhập này, bảo là nhập được rồi, nhớ vụ anh em ghi được số bao nhiêu, 681 này. Đấy thì ghi 681 đáng nhận. Đấy các kiểu như vậy. Rồi nhớ like và share nhá anh em. Cảm ơn rất nhiều. Có lòng thì cho xin một lượt đăng ký ạ. Cảm ơn. Ok, vậy là lên được 1.500 vạn nha các bạn nhá. Ui, cày nói mắt ạ. Thế mà nhiều anh em cày lên 1.700, 1.800 và chả hiểu cày kiểu gì. Các mấy bạn nên may mắn lên sao hay sao chứ mình thấy đầy khó thật sự luôn ạ. Ui, cày đến ngày hôm nay mà vẫn còn đang cảm thấy đuối hết người luôn anh em. Tướng thì yếu thôi rồi luôn ạ. Mình thì sắp được bù một cái áo ấy nữa anh em, sắp đủ cái áo ấy này rồi. Đấy, áo chu tước đây anh em, sắp đủ rồi, sắp tới là có hai món chu tước mang rồi.
71 à, đây còn 3 nhiệm vụ. 6 món trang gì? Trang bị 6 món bảo vật tinh luyện level 4 à. Xem nào, còn cái gì nào nữa không? Trang bị chiến dịch. Thế rồi, xem từ ngày mai anh em mai nhận luôn áo chủ tướng một thể ạ. Giờ thì thử đẩy map phát coi anh em. Vừa mới nâng được đội hình tướng lên lại rồi, giờ thử đẩy map xem có ăn được không. Xem nào. Ui. Đội bạn vá mình đến tận 200 300 vạn anh em. Mình đánh đội bạn có hơn 100 vạn này thì thôi. Úi trời, nó đánh ba hơn 300 vạn kìa. Cái này thì chịu sao nổi nhiệt. Úi trời, bốc máu phát. Ui dồi, nó chọc phát đi hết luôn ạ. Còn gì để nói nữa không? Các bạn còn gì để nói nữa không? Bay màu hết ở đâu nữa? Ờ, tình hình là vẫn chưa qua được map này anh em. Giờ đi kiếm kỷ nguyên bảo đâu ra giờ ta? Cố gắng kiếm quỷ nguyên bảo thôi. Chiêu mộ tướng thôi các bạn. Đây là nhà ngô nào. 20 lần nữa thì mới ra được võ tướng đỏ anh em. Khó khăn ghê. Đây, giờ hiện ra tem mình đây anh em. Tướng chính này. Đây. Cháu Tôn Kiên đang cố gắng anh em, phải nâng Tôn Kiên lên 3 sao may ra nó gánh tem còn đỡ được các bạn. Đấy, như Tôn Quyền này, Tôn Quyền là hơn 300 vạn rồi các bạn này. Đấy, nó mới ổn được. Ok nha, thôi clip này chắc cũng xin phép kết thúc đây thôi. Hẹn mọi người ở clip tiếp theo nhé. Bye, xin chào và hẹn gặp lại ạ.